Chào mừng các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog. Đạt đang đón anh nhiêu tuổi rồi? 34, cái gì mà 34, chẳng qua là em là nhân viên của anh thì em mới biết anh 34 tuổi thôi. Chứ anh ra ngoài đường đó, mấy chị mấy em nói anh mới có 24 rồi nha. Đó, và anh rất tự hào điều đó. Tại sao mình lại có thể có một cái gương mặt trẻ như vậy ta? Tại vì nói chung là sống ở Việt Nam đó các bạn, mình vô tư, mình không có suy nghĩ nhiều. Mà nói gì cũng phải, trong cuộc sống này ai mà đi làm chả suy nghĩ nhiều, đúng không? Nó áp lực này nọ kia các kiểu. Kể coi năm nay đi làm là cũng năm thứ bao nhiêu rồi cũng chả nhớ nữa. Mà cái khổ nhất đó các bạn, đi làm nó lại mâu thuẫn với chuyện tập gym đó. Mình không đi làm á thì mình tập gym nó dễ lắm. Còn mình đi làm mình phải bố trí thời gian công việc cho nó hợp lý, rồi mình tới phòng gym mình tập. Mà khổ một cái bữa ăn chả ra gì hết đó. Ăn cơm hàng cháo chợ, ăn cơm văn phòng này nọ kia, nhiều khi xui xui còn ăn KFC nữa đó. Ăn mấy cái món fast food nó dẫn tới cái cơ thể chúng ta bị xuống cấp các bạn đó. Cơ thể chúng ta bị xuống cấp, nó mỡ nó lên. Có đi làm văn phòng nó khổ, tướng ở trên này nó không bự nhưng mà ở dưới á thì nó lại có mỡ, mỡ bụng đó. Nên chúng ta phải quyết tâm chúng ta chống cái giặc mỡ này. Mà chống giặc mỡ á thì á là chúng ta phải đi tập gym, đúng không? Chúng ta tập gym và chúng ta phải uống bổ ba thần thánh. Mà cái chuyện bổ ba thần thánh không phải là cái vấn đề mà Duy nói ngày hôm nay. Ngày hôm nay Duy tập trung với nó một cái vấn đề thôi. Trong bổ ba thần thánh á, nó có một cái sản phẩm á là ly bổ trắng, đúng không? Mà ly bổ trắng á là một cái sản phẩm á mà rất là quan trọng, rất là quan trọng. Có thể là các bạn ở đây cũng như là những người người ta mới tập gym, người ta mua bộ ba thần thánh người ta uống thôi, chứ người ta chưa khai thác được cái sự hiệu quả của ly bổ trắng. Mà tại vì tại sao Duy nói là ly bổ trắng nó lại quan trọng? Ở trên đời nó có ly bổ trắng, nó lại có ly bổ đen nữa. Ly bổ đen đây, còn ly bổ trắng ở đây. Thằng ly bổ trắng này á nó quan trọng ở nhiều những cái điểm sau đây nè, chúng ta phải chú ý. Thứ nhất á là bạn dùng lúc nào cũng được hết. Đó. Thường thường á các bạn dùng những sản phẩm mà gọi là nó fat burner, như dùng fat burner nha, chứ gì không có nói là dùng sản phẩm vừa gọi là gì trà giảm cân giảm mỡ gì nha. Cái đó là vô bệnh viện mấy người rồi đó. Đó, fat burner nó đơn giản, nó chỉ là một cái sản phẩm thực phẩm bổ sung, nó cung cấp cho chúng ta một cái cách khai thác tối ưu cái nguồn năng lượng trong cơ thể. Thì năng lượng nó đến từ đâu ạ? Năng lượng có phải là đến từ mỡ không, từ cơ bắp không? Đó, thì bây giờ một hoặc đốt cơ, hai đốt mỡ thôi. Đương nhiên tôi muốn đốt mỡ chứ tôi đốt cơ làm cái gì? Mà muốn không đốt cơ thì lấy protein bảo kê nó, lấy amino bảo kê nó, lấy BC bảo kê nó, để cho nó đốt mỡ thì cần phải có fat burner. Fat burner không có làm cái gì gớm cả. Fat burner nó là một cái thực phẩm bổ sung, một sản phẩm chức năng. Nó giúp cho khi chúng ta uống vào, chúng ta sẽ khai thác được cái hệ vận động. Nó khai thác cái hệ vận động chúng ta là tập gym nè, chạy bộ nè. Đó, mà khi chúng ta khai thác được cái hệ vận động này thì cái nguồn mỡ chúng ta được đốt một cách tốt nhất. Nó tóm lại, không có fat burner đốt mỡ chừng 3%. Thí dụ như đốt mỡ thang điểm 10 đi. Không có fat burner thì đốt được chừng 3-4. Có fat burner cho đốt được 9-10 vậy thôi. Tùy vào cái loại fat burner, cách chúng ta bố trí fat burner cho nó hiệu quả như thế nào. Để có một cái nguồn fat burner mà nó hoàn chỉnh đó, đó là bổ ba đốt mỡ. Bổ ba đốt mỡ nó quá quen thuộc rồi. Trong bổ ba nó có lipo trắng. Lipo trắng là một loại fat burner không kích thích. Cái tên nó lên tất cả, không kích thích, nó cực kỳ quan trọng và nó được cực kỳ nhiều đối tượng áp dụng sử dụng. Thấy không? Kích thích là sao? Tức là bạn uống vô có thể nó có những cái triệu chứng, nó làm chúng ta nôn nao, nó làm chúng ta bị sung sung lên. Nó chúng ta muốn kiếm cái gì đó chúng ta tập gym. Do tác dụng của những chất kích thích ở trong fat burner có thể là caffeine đó. Nhưng mà cái fat burner không kích thích là uống vào nó không có cảm giác, nó rất là bình thường. Nó rất là bình thường, chỉ có một cái cảm giác bất thường hơn xíu là đi tiểu nhiều hơn thôi. Vậy thì cái fat burner trắng này nè, cái bilo trắng này, cái fat burner không kích thích này, nó sẽ được uống vào nhiều đối tượng. Phụ nữ uống cũng được nè, người lớn tuổi uống được nè, nít uống được nè, nó ở tập gym uống cũng được. Thì do cái đối tượng nó rộng rãi như vậy thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ quan trọng. Nó không chứa caffeine. Vậy á thì cái vấn đề đặt ra đây á là cái thằng fat burner kích thích và thằng fat burner không kích thích
thằng nào đốt mỡ nhiều thằng nào, không có so sánh được. Nói thật các bạn, không có so sánh được. Cái chuyện đốt mỡ nhiều ít nó phụ thuộc cái hoạt động của các bạn là cái gì. Vì thế ví dụ khi các bạn đi du lịch, đúng không, khi các bạn đi du lịch là một cái khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời để các bạn đốt mỡ đó. Có ai mà đi du lịch mà để bụng bự không? Cũng có chứ không có đâu, rất dở. Đi du lịch là phải lean body nha, đơn giản thôi. Khi bạn du lịch, chỉ cho các bạn, bạn đi du lịch bạn chỉ cần ngày chơi 6 viên này thôi, sáng 3 viên, chiều 3 viên, bảo đảm bạn trong cái quá trình bạn đi du lịch bạn tham quan từ điểm A, điểm B, điểm C, bạn đi gãy cổ luôn, gãy cổ mà mỏi cẳng luôn, đúng không? Tại sao gãy cổ? Đi du lịch nhìn xa xa ở viên kia vậy, nhìn cao cao mỏi cổ quá, đi mệt lắm các bạn ơi. Uống thằng này vô bao 6 muối, cái đó là Duy nói cực kỳ nghiêm túc, không có đùa đó. Và cái đối tượng uống nó đa dạng, nó nói rồi mà, thời điểm uống nó cũng đa dạng nữa. Này đối với thằng lipo đen, đối với thằng những thằng lipo kích thích đó, này nọ đó, thì bạn không thể nào uống trước khi đi ngủ được. Bạn uống trước khi đi ngủ là bạn thao thức mộng trăng chuyên, bạn không ngủ được. Còn thằng lipo trắng này bạn tin không, uống trước khi đi ngủ ngủ ngon lành luôn, tối tối nó cũng đốt mỡ luôn. Mày qua cái hiện tượng tối đi tiểu chừng 2 lần nữa nha. Đó thì ở trong lipo trắng nó có những cái chất đốt mỡ, và cái cách sử dụng lipo trắng nó đa dạng hơn rất nhiều so với lipo đen. Mà cái sự kết hợp hoàn chỉnh nhất là lipo trắng và lipo đen. Lipo trắng nó mang một cái tính trong ngày, lipo đen nó mang một cái tính trong tập, đúng không? Chúng ta không thể nào đốt mỡ hiệu quả mà chúng ta không vận động. Thì khi mà chúng ta vận động, khi mà chúng ta tập gym, thì chúng ta phải khai thác năng lượng bằng nguồn lipo đen. Đó, và trong ngày cái khoảng thời gian còn lại hoạt động nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó đi bộ chậm thôi. Nó làm những cái việc gọi là việc trong nhà, nấu ăn hay là những cái việc mà đi lại, thì chúng ta sử dụng lipo trắng. Đó là có những cái khoảng thời gian dùng lipo trắng hợp lý nhất. Và có những người, người ta thể trạng yếu, người ta dùng lipo đen nó không hợp nữa, chứ phải không nữa nha các bạn. Dùng lipo đen không hợp thì các bạn đó bắt buộc là phải dùng lipo trắng để đốt mỡ. Tại vì bây giờ lipo đen mà nó không dùng được thì mình phải dùng lipo trắng. Và cái cách dùng lipo trắng rất đơn giản, dùng trong ngày bất kể lúc nào cũng được. Đó, đây là một sản phẩm rất tiện lợi. Những thằng này là tôi gọi Fat Burner Steam Free. Mà những thằng Steam Free thì nó sẽ có những cái chức năng và những cái cách dùng nó na ná như nhau. Sau này bạn sẽ thấy là Reward Cao Steam Free nữa. Đó, thì cái sản phẩm lipo là một cái dòng đốt mỡ mạnh nhất, tốt nhất, an toàn nhất hiện nay do công ty Nutrex nó sản xuất và BBT phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Nó là cả một cái family luôn nha các bạn. Sau này bạn sẽ thấy còn lipo dạng uống nữa. Đó, Duy á, quan điểm của Duy chưa review trước, nhưng mà Duy thích thằng lipo dạng uống ở chỗ á, hay lắm bạn. Sáng ví dụ như giờ mục tiêu tôi giảm mỡ, tôi pha lipo uống, tôi pha lipo dạng uống, tôi uống thêm lipo trắng nữa, tự nhiên mình có cảm giác nó no. Cái no cảm giác cực kỳ quan trọng nha các bạn. Đó, cái no cảm giác cực kỳ quan trọng, nó giúp cho chúng ta không ăn. Nó giúp chúng ta không ăn để nó chuyển cái nguồn năng lượng đốt qua mỡ. Rất hay. Đó. Nên ví dụ giờ ở mức độ bình thường tôi uống lipo vô sợ, tôi sợ bị nó giật, đúng không? Có những bạn uống lipo vô giật đùng liền chứ. Giật lần sau cảm giác nó khó chịu. Đó. Cảm giác nó khó chịu nó có trong khoảng tuần đầu, nhưng mà qua tuần thứ hai nó mất đi. Thì lúc đó đó các bạn sẽ dùng lean body. Các bạn pha Duy nè. Các bạn uống trước nửa bình. Nhớ. Dùng lean body uống trước nửa bình, xong rồi mới tháo lipo ra và chúng ta uống lipo liều 2 viên, mà Duy bự con, Duy uống 3 viên nha các bạn. Hàng nào hay là em nào hay là anh chị em nào bự con hơn Duy chắc uống 4 viên luôn á, thôi như 3 viên đủ rồi. Thì khi với cách uống như vậy các bạn sẽ không bị lipo giật. Đã uống xong 3 viên lipo rồi đó, bây giờ làm việc thoải mái. Chúng ta là một gamer thì chúng ta còn phải năng động. Chúng ta năng động ở suy nghĩ, năng động ở hành vi, năng động ở lối sống. Chúng ta không làm việc một cách thụ động. Tức là bạn có ngồi văn phòng thì các bạn ngồi chừng 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Xong bạn phải đi ra ngoài quán xí này, quán xí cái nọ, đi tới, đi lui, vận động cái này cái kia, để cho mỡ chúng ta nó được đốt liên tục, để cho cái phản xạ chúng ta nó nhanh, đầu óc chúng ta nó nhạy. Chứ các bạn không bao giờ mà tập gym một cách tiêu cực nha các bạn. Như khuyên thật lòng, bạn tập gym một cách tiêu cực là bạn ăn trong phòng gym, bạn tập trong gym 4 tiếng đồng hồ, bạn về nhà phục hồi thêm 4 tiếng đồng đời, bạn hết 8 tiếng. 8 tiếng xong rồi bạn làm cái gì mà bạn ăn bằng kiếm tiền. Lúc đó bạn sẽ là thằng đàn ông ăn bám và thằng ông vô dụng. Cái này Duy nói rất là nhiều lần rồi. Có thể là mất lòng một số anh chị em, nhưng mà hãy lắng nghe lời của Duy nói. Cái gì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải tạo sự nghiệp cho riêng mình. Đó, cho dù bạn bất kỳ một cái cương vị gì, gamer nó là một cái nền tảng nó bổ sung, còn nghề nghiệp bạn là cái chính. Thực phẩm bổ sung nó giúp chúng ta thăng hoa trong cuộc sống, giúp chúng ta tỉnh táo hơn, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta hạn chế được cái nguồn calorie nạp vào.
điều này cực kỳ quan trọng đó. Chúng ta hãy thành công cả về mặt xã hội lẫn cái body, lẫn cái cơ thể chúng ta. Chứ ở ngoài đời các bạn nhìn có những người, người ta cũng tương đối người ta thành công, nhưng mà sức khỏe người ta không có, nó bụng người ta quá bự, người ta lại thấp người, nhìn nó không có được mạnh thẹ khỏe cho lắm. Và sau này nhậu nhẹt nhiều cái nữa là cái bụng nó như vậy nha các bạn. Thường á là các bạn, các những thực phẩm bổ sung một cái dạng pre-workout là một này, cái dạng BCA là hai nè, cái dạng fat burner là ba nè, thì nó sẽ làm một cái lọ mà chúng ta có thể dùng trong một tháng. Một tháng có thể là 20 ngày, 30 ngày. Có những sản phẩm chỉ cần dùng 20 ngày là đủ, và có những sản phẩm cần dùng tới 30 ngày. Trong trường hợp Libo Steam Free này nè, là một lọ nó tới đâu 120 viên. Đúng không ạ? 120 viên một liều á là, ôi xin lỗi các bạn. À đúng rồi. Cái lọ này 120 viên, một liều nó là 2 viên, vậy nó dùng được 60 liều. Đúng không ạ? 60 liều tức là dùng 2 tháng. Vậy chứ rớt vô tay duy dùng ngày 4 viên là bằng dùng được 1 tháng. Đúng không? Còn dùng ngày 6 viên tại lậu hơn, nếu dùng được 20 ngày. Thì tùy vào cái liều lượng như thế nào á, nó phụ thuộc vào cái cơ thể chúng ta, phụ thuộc vào cái nhu cầu của chúng ta. Đó, cái điều chuẩn á là một ngày á là 4 viên. Đó, một lần là 2 viên, còn dưới thì dùng một lần 3 viên, một ngày 2 lần là 6 viên. Nó tùy thuộc vào nhu cầu. Và để có được một cái sự hiệu quả trong cái cách dùng sản phẩm này thì các bạn cần phải kết hợp với một cái loại BCA nào đó. Đó, tối thiểu nó phải là như vậy, phải là một cái này kết hợp với một cái BCA nào đó. Và chúng ta cố gắng đến phòng tập gym, tập nhẹ cũng được, hoặc đánh cầu lông, đánh tennis, nói chung là có vận động. Chúng ta đừng sống một cuộc sống quá thụ động nha các bạn. Thì như vậy cái hiệu quả đốt mỡ nó mới cao được. Đó, còn ví dụ như các bạn đi du lịch với nó thôi, bạn chỉ cần một cái sucker của THOL thôi. Đó, bình BCA hoặc là amino gì đó, bạn pha vô, bạn đi bộ hay bạn đi gì đó nó sẽ rất là tốt. Rất là tốt và cơ thể bạn rất là đẹp. Đi bộ là một cái bộ môn mà nói chung nó cũng rất là ok, cá nhân Dương rất thích đi bộ, nhưng mà có một cái nó tốn nhiều thời gian quá nên Dương không có chơi môn đó thôi. Đó, nên đi chơi game, đi tập game. Đó, một ngày đi tập game 1 tiếng, đi live stream 3 tiếng. Live stream là cái gì? Sứ mệnh nè bạn. Cái này nhiều khi thật sự bạn cũng mất thời gian lắm, nhưng mà nói chung nó là sứ mệnh. Cuộc sống bạn có bè, có phái, có hội, có bang này nọ kia. Mình không live stream á, đó thì nhiều người nhắc, mà nhiều người nhớ. Mà mình thì live stream nhiều thì mình bị cuốn vô câu chuyện, mình nói nó hơi bị dài. Đó, nó hơi tới 60 phút lần, 6 phút trong 2 lần. Nên cuộc sống của Duy á, nó là như vậy. Đó, thì đây là chương trình vlog nhưng mà kèm theo review sản phẩm, để cho các bạn nào dùng sản phẩm còn biết cách dùng cho nó đúng. Mình bỏ đồng tiền ra thì mình dùng nó phải chính xác. Quan điểm của Duy, bỏ đồng tiền ra xài hàng phải đẳng cấp và đạt hiệu quả cao nhất. Đó là quan điểm của Duy. Xin thân ái kính chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình review sản phẩm khác. Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu phách huy hoàng bên lá ngọc sắc khắc bồn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chất phóng xa đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật, thương nhau cũ có đi rồi lại mất. Anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn.